Thưa quý vị, với độc chiêu đánh lừa thị hiếu của người tiêu dùng, nhiều người bán thực phẩm đã chọn cách tẩy trắng sản phẩm của mình bằng các chất như sunfit hay salicylic. Dù biết đây là những hợp chất độc có thể gây ung thư, nhưng họ vẫn bất chấp sử dụng nhằm tăng lợi nhuận. Để ngăn chặn và kiểm soát tình trạng đang có dấu hiệu gia tăng này, Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra và xử lý nhiều đối tượng vi phạm trên địa bàn thành phố. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với đội 17 và Công an huyện Đông Anh bắt quả tang hộ kinh doanh của ông Nguyễn Năng Ngọc, sinh năm 1968 tại xã Hải Bối, Đông Anh, ngâm tẩm gân trâu bò bằng loại bột màu trắng. Cứ như thế này về xong là mình làm khô lại mình bán cho người ta. Còn người ta làm gì? Cái đấy thì là em nói. Chỉ nói với mấy em thì là toàn bộ là chống mốc, thuốc chống mốc. Từ lượng bột tẩy trắng mua từ một người Trung Quốc, hộ kinh doanh của ông Ngọc đã tẩy trắng, sấy khô gần 1 tấn gân trâu bò để chuẩn bị xuất ra thị trường. Với mỗi kg gân trâu bò khô này sẽ được bán trôi nổi trên thị trường với giá là 380.000 đồng và mỗi tháng có thể tiêu thụ tới nửa tấn. Ngâm tẩm hóa chất, vì vậy việc bắt quả tang cơ sở sử dụng hóa chất trong chế biến thực phẩm. Cùng tại thôn Cổ Điền, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội, lực lượng công an đã phát hiện và xử lý đối tượng Nguyễn Hữu Doanh, sinh năm 1968. Đối tượng Doanh thường thu mua 300 đến 400 kg sản phẩm động vật mang về chế biến, tẩy trắng bằng oxy già và bán lại ra thị trường, không có đăng ký kinh doanh cũng như chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh, nhưng cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động. Cho vào đây rồi gì? Vâng. Để mình tẩy rửa những cái sợi bẩn đi mà làm cái gì có oxy già làm cái gì. Oxy già cũng được. Trước tình trạng này, người dân đều mong muốn chúng ta có một chế tài nghiêm khắc hơn đối với những kẻ trục lợi trên sức khỏe của người tiêu dùng. Và trước tiên, vẫn phải đi từ ý thức của các cơ sở kinh doanh, không vì lợi nhuận mà nhắm mắt đánh đổi sức khỏe, tính mạng của người khác.